Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn. Mình ghi nhận lại những hình ảnh về Sài Gòn ngày hôm nay nha các bạn. Cập nhật tình hình Sài Gòn hôm nay như thế nào cho tất cả các anh chị, cô chú Việt kiều phương xa cũng như là bà con trên khắp mọi miền của quốc thấy hình ảnh về Sài Gòn nha các bạn. Quận 1 ra sao? Rồi mời các bạn khám phá cùng với mình nha. Các bạn thấy không? Bây giờ trung tâm đường Nguyễn Huệ này, bà con cũng đã bắt đầu ra đường tập thể dục nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng đến mình. Đó, bà con cũng đã ra đường thể dục nha các bạn. Không khí bắt đầu đã nhộn nhịp trở lại. Nguyễn Huệ chợ Bến Thành như thế nào nha các bạn, mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem. Tiếp tục đi nha các bạn. Bà con bắt đầu đã ra hóng gió, hóng mát nha các bạn. Các công ty, các cửa hàng bắt đầu cũng đã rực rực mở cửa.
ghi nhận lại thì cho các bạn thấy đó, thì một số hình ảnh về Sài Gòn bắt đầu đã nhộn nhịp trở lại không các bạn. Sài Gòn bắt đầu đã nhộn nhịp trở lại như các bạn. Đây là công viên 23 tháng 9 nha các bạn. Phía trước chúng ta đó là khách sạn New World. Sài Gòn Hotel New World. Đây là công viên 23 tháng 9 rồi các bạn. Thì mình thấy bà con bắt đầu đã đi tập thể dục. Thể dục nha các bạn, khá nhiều. Đây là góc đường Phạm Ngũ Lão nha các bạn. TV ghi nhận lại những hình ảnh mới nhất về cái ngày hôm nay nha các bạn, cho tất cả các bạn xem. Đó, phố Bùi Viện bắt đầu chưa thấy mở cửa lại nha các bạn, cũng không còn nhộn nhịp, chưa nhộn nhịp trở lại. Mình thấy có một số cửa hàng tạp hóa thì cũng đã không bán nha các bạn đó. Nhiều người mà ghế cũng đã để ra ngoài nè các bạn, bàn ghế cũng đã để ra ngoài. Những người dắt chó đi dạo nè ở khu phố Tây Bùi Viện nè, mình thấy là không còn khách tây nha các bạn. Rồi đang hết khu phố Bùi Viện nữa rồi các bạn. Rồi Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các bạn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hôm nay mình cập nhật những hình ảnh về Sài Gòn ngày hôm nay cho tất cả các bạn xem. Nếu các bạn thích hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh cũng như là chia sẻ giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Các bạn thấy không?